Chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Gà Con Siêu Quậy. Gà Con Siêu Quậy chứ. Chưa rê mà đánh lưỡi kỳ quá. Nay làm cái clip nè, cho cái mấy con gấu nó làm nhân vật chính nha các bạn ơi. Hôm gài mình cứ quay cu quay chim, ấy quay cu gái rồi mấy chim nhồng rồi kỳ quá. Cho nó làm lâu cho lành được chín một bữa. Tại vì công nó cũng có công trong cái AV này là nó vòng vòng nó giữ nhà. Nó giữ vòng vòng cái AV này cho mình mà mình ít có cho nó lên làm nhân vật chính quá. Cũng kỳ với nó nên hôm nay mình muốn cho nó lên làm nhân vật chính. Gâu 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 gâu. Ego. Ê, Ego mày làm gì vậy? Nó nằm xuống con. Nằm xuống gãy lưng cho. Sấy gì sấy ngựa vậy các bạn. Chồm 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 chồm. Sấy nè. Sấy nó nè. Sấy như sấy ngựa vậy đó, nó giống như con sấy như ngựa. Làm trò gì đây? Phải đó. Cho mình lên hình nha. Hai con này. Nói cái gì đó. Nó cứ đè. Cứ đi vài bước là nó cứ nằm nó chặn đầu vậy đó. Mày á. Gãy lưng cho gãy bụng cho. Đi nè. Đó, cứ đi vài bước nó là gì đó. Chặn đầu nó đón lại. Đi nè. Cưng lắm nghe mày. Nó giữ nhà nha, không như ăn trộm vô nha. Trộm vô là sủa nó cho tao nha. Mất mấy con trong cu gáy với mấy ngày trong mày quy là chết với tao ạ. Nghe không? Tắm hoài cũng vậy à. Lăn lộn sình nó dơ. Nhăn ghê mày. Ve nè, nghe chà bá luôn nè. Ok, im đi, bắt ve ra. Im. Quýnh rồi bây giờ. Im bắt ve nè, mày. Đi nè. Đi. Nữa. Đây đi vài bước là chặn đầu nằm chìm bẹp chứ trước mặt vậy đó. Tao đi. Chặn đầu nữa đó, đi vài bước là chặn đầu trước mặt. Nằm chặn đường chặn lối. Đôm gấu. Hiểu ơi. Cái con này nó cứ các bạn mà giỡn nó hoài là không chịu đi đó. Cứ ghê vậy hoài đó. Mày hừ hoài vậy Tôm. Tôi đọc mày bây giờ hừ hừ. Hai con kia nữa.
đi. Nay cho tụi nó lên hình sẽ hơi nhiều. Tôm. Thương nhất là con này nè. Đeo 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 đeo. Nhảy xuống, nhảy xuống ơi, go. Nhảy xuống. Chụp 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 chụp. Nhảy xuống con. Biết không có con chuột ha, không ha. Thôi cho mày lội chơi rồi. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Go, chụp 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 chụp. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Chuột giả nó không nhảy xuống đâu các bạn ơi. Đây, mình sẽ đi bắt con chuột, mình thử con chuột thiệt. Go 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 go. Con này đi, tức là nó chặn đường, đi cái là chặn đường, nằm bẹp cản đường vậy đó. Đó vậy đó, tối ngày. Go. Go. Đi ra là tụi nó đi theo bầy bầy. Go 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 go. Đây đây. 5 con sao chạy thoát nổi. Đây. Đây, lội rồi, lội rồi, lội rồi đó các bạn, đó thấy không? Rồi kiếm chuột dưới nước rồi đó. Có một con gô đã lội à. Mấy kia nó không dám lội. Chiến này à, mày bệnh cảm là do tao đó gô ơi. Tao có lỗi với mày nha. Nó lội vậy đó các bạn. Kìa. Con chuột cắp luôn kìa. Đó. Thôi ơi, hay quá không? Hay không các bạn? Đó. Chỉ mà đánh hơi được con chuột. Đâu rồi ta? Xin lỗi mày nha Go, vì tao muốn cho tụi bay lên clip nên bắt tụi bay lội, thấy mày lội tội nghiệp mày quá. Hôm nay mày nhân vật chính mà, tao mà diễn viên chính. Hôm gần mốt nổi tiếng quay lại cảm ơn tao nha. Cái gì vậy? Mấy con đó chích nhát lắm, đâu dám nhảy xuống sông. Mấy những con mấy quỷ gấu á. Chỉ có gô là nó lội mà, các bạn thấy dám ào rồi luôn á. Mình nghỉ mệt chút xíu đi. Mệt xíu rồi lội tiếp. Và hôm cũng có một cái clip mà nó bắt con chuột khủng ở dưới nước đó các bạn. Hôm nay hổm con chuột nó là con chuột ha. Không biết tụi nó gượt ở đâu, con chuột bự lắm. Nhưng
chuột bự giống như chuột con nhum vậy đó. Hôm nay chuột mình, chuột này thì mình thả ra. Mẹ con nó bu à. Tụi nó bắt chuột như vậy đó mà trong đây chuột nó còn lộng hành. Lộng hành dữ lắm. Đây nè, go ơi, go. Đây nè, go 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 go. Chu 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 chu. Go. Đây nè con. Go, go. Nhẹp nhum trời. Bây giờ mà mình hù dục đất nó xong là nó nhảy xuống nữa đó các bạn. Nhưng mà để nó lội hoài tội nghiệp nó quá. Phát hiện nó gì nó chạy dữ rồi. Go. Rồi cho nó nghỉ đi các bạn ơi. Cho tụi nó ngưng được rồi. Suối nó bắt rồi nó làm nó cảm lạnh cảm sốt tội nghiệp lắm. Tôm sẽ ghi trái nha nhóc nè các bạn, không có xịt thuốc không gì chứ nha các bạn. Mời các bạn ăn sơ ghi, ngọt lắm à, chua chua ngọt. Thôi vậy cái video mình kết thúc tại đây nha các bạn ơi. Hôm nay cho tụi nó lên hình như đủ rồi. Sao nó cũng là thành viên ở trong mấy cái trong quy này. Lâu lâu cho tụi nó một lần clip riêng cho tụi nó. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Nhớ theo dõi kênh Giống Gà Con Thiêu Bậy để xem những các video mới nhất về cái tình hình những con vật trong AOV của mình nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.